Hắn mạnh vô cùng, có thể tề công bẻ một người làm đôi, có đến 20-30 người chết trong tay hắn. Tàn nhẫn vậy sao? Ác hổ Quảng Châu chẳng qua chỉ thuộc hàng thứ nhị thôi, còn một tên ghê gớm hơn nữa. Đem quỷ ăn thịt người tới đây. Dừng lại. Quỷ ăn thịt người gì chứ? Cỡ hắn à? Ta chỉ đưa một con tay cũng hất ngã hắn được. Coi chừng. Các người chơi hắn thế nào? Mọi lấy cái chụp sắt khóa lại. Dạ. Tên quỷ ăn thịt người này có hàm răng thép, không biết cắn chết bao nhiêu người rồi. Trên đường áp giải chúng ta tuyệt đối không được kinh xuất. Ta biết rồi. Giải đi. Dạ. Đi mau. Đi. Hết chưa hả? Hãy còn một tên nhốt trong củi, khiến ra cho ta. Dạ. Hắn là nhân vật nguy hiểm nhất trong đám phạm nhân. Đại nhân phải cẩn thận chú ý trông chừng, bằng không hoàng thái hậu trách tội, chúng ta không giữ nổi cái đầu đâu. Phạm nhân này phạm tội gì mà ngay cả hoàng thái hậu cũng phải ra mặt? Hắn đã từng ám sát hoàng thái hậu. Đi, bỏ lên. Đúng là công việc cực nhọc, nửa đêm canh ba áp giải đám quy sư giết người không chớp mắt này, đúng là ớn lạnh thật đó. Cấm nhìn hàm răng thép của người, vài ngày nữa cho xuống đất gặm quan tài. Người xuống mồ là ngươi kìa. Cái gì? Người nói cái gì? Ta nói về chết của ngươi tới rồi. Người nói cái gì? Nói về chết của ngươi tới rồi. Thứ cặn bã như các người sắp chết tới đây cùng kẻ bướng. Đi bộ đầu mà bắt lại. Dạ. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, tiêu rồi, chạy mau, chạy mau. Chúng ta đi thôi. Mau lên. Đa tạng. To gan. Hồng khôn. Hồng khôn. Bản công bổn cung là quốc mẫu của triều đình Đại Thanh. Một tên dân đen như ngươi dám tùy tiện nhìn bổn cung,
Ngươi không sợ hồn vía của ngươi quá nhẹ, gặp bổng cung sẽ bị trời đánh chết sao? Hồng Khôn, ngươi đã biết đó là Thái Hậu, có thể thả ngươi rồi. Được. A Thiện, bắt lấy. A Đạt không sao chứ? A Đạt, huynh không sao hả? Phật tổ phù hộ. May mà tôi có áo giáp kim tơ này. Nhát kiếm này ta báo thù cho cha. Dừng tay. A Thiện, coi chừng. Huynh đệ, đều còn nhận ta. Nhưng người huynh đệ này sao? Trong lòng đệ, huynh mãi mãi là người anh em của đệ. Nhưng mà ta không hề xem đệ là anh em. Nếu huynh không xem đệ là anh em, đệ đã chết trong tay huynh từ lâu rồi. Đó cũng là chuyện mà Vô Ảnh Nhân luôn không thể nào chấp nhận. Có phải Vô Ảnh Nhân giảm sát huynh đó không? Không sai. Ta luôn phải nghe theo lệnh ông ta. Rốt cuộc hắn là ai? Thái Hậu là ngạch nương của đương kim hoàng thượng. Người buông rèm chấp chính là muốn giúp hoàng thượng trong coi việc chính sự. Đám người các ngươi lợi dụng lòng tốt của ngạch nương ta, rõ ràng là muốn âm mưu cướp ngôi. Còn ở đây khoác lác, có bản lãnh thì gặp ngạch nương ta mà nói đi. Ta muốn thử xem các ngươi có mời được ta không. A Thiện Sư, không cần nói nhiều phí lời gia hắn, mau bắt hắn lại. Nguyên ngưng chiến pháp tam kiếm hợp nhất. Hãy
Đứng im. Ai cử động, cậu sẽ chết. Đừng giết hắn. Thái hậu cần nhân chứng. Mời đàn gái đến. Cô dâu chú rể cùng đứng vào chỗ. Cẩm Phúc. A Thiện đâu? Sư phụ, cô hỏi Mục Tuấn đi. Mục Tuấn, cách cách, cô hỏi A Đạt đi. A Đạt, cách cách, cô hỏi Trương Bảo đó. Trương Bảo, người nói đi. Cô hỏi Thế Chính đi. Thế Chính, người nói cho ta nghe. Cô hỏi. Sao các ngươi đều không chịu nói? Ta ở đây. A Thiện, sao huynh vẫn còn mặc đồ này? Nè đây. Lưu Minh Thiện khấu kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu. Đứng dậy đi. Ta thái hậu. Lưu Minh Thiện, đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn ăn mặc như vậy? Chẳng ra thể thống gì cả. A Thiện, suốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói lý do ra đi. Ta muốn rời khỏi đây. Lưu Minh Thiện, đến nước này mà ngươi còn ăn nói như vậy? Lẽ nào cách cách của dòng họ Ái Tân Giác La Ta không xứng với ngươi sao? Thái hậu nói quá lời rồi. Cách cách là công chúa hoàng gia. Lưu Minh Thiện này có thể cưới được cô, đó là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà tôi không muốn ở lại đây cả đời. Tây Loa thất cảm, vừa mới có được chút thành tựu. Họ cần có tôi lãnh đạo. Bạch Tuyết, ta quyết định như vậy, hy vọng muội thông cảm cho ta. Muội hiểu. Muội biết. Nếu muội không thông cảm, muội không xứng đáng làm vợ của huynh. Ngạch Nương, A Thiện nói đúng. Lúc trước khi thấy họ muốn gả con cho Từ Quế Lạc, con tìm một cách để ra khỏi cung. Cuối cùng con trốn được. May mà được A Thiện chăm sóc. Giờ đây con muốn cùng huynh ấy sống ở bên ngoài. Nếu chỉ vì yêu con mà buộc phải quay về cảnh chim lồng cá chậu này. Ngạch Nương, nếu phải bắt buộc như vậy thì không cần cử hành hôn lễ nữa. Đúng đó, chúng ta cũng không muốn kết hôn nữa. Không kết hôn nữa. Đám người các ngươi đúng là trụ mời không uống lại muốn uống trụ phạt. Người đâu? Có nô tài. Đem tên Lưu Minh Thiện này. Thôi bỏ đi. Mau đem phò mã gia đi thay đồ, để hắn cùng cách cách thành thân mau lên. Mau mau đuổi bọn người này về Đài Loan cho ta, để ai gia khỏi phải phiền lòng. Tuân chỉ. Vui quá, vui quá. Ta hoàng thái hậu long ân. Đứng dậy đi.
Thiếu Lâm thất hiệp.